Bây giờ anh bạn thích nặng hình gì bông hoa? Ít người nào lớn. Trước khi mình nặng á, mình có thể giới thiệu hơi về mình được tiếp không anh? Anh giới thiệu tên rồi. Tên của anh á. Tên em là Nguyễn Văn Lợi, là một nghệ nhân làm tòa hè điện từ xuất xứ ở ngoài Bắc đấy. Bắc. Yeah. Mình ngoài Bắc. Nàng thì gọi là Xuân Na Phú Xuyên. Mình làm được bao nhiêu năm trong nghề rồi em? Là em làm từ từ năm 2009 là bây giờ là cũng 2009. Mấy năm rồi, 14 năm. Cái này là vật liệu mình là đất sét gì? Vừa là bột mì ấy. Bột mì. Mình làm cái hoa nhiều hay là cái con bạc nhiều? Ví dụ mình theo cái gì yêu cầu thì là mình sẽ làm cái đó, mình săn khách này. Dạ, nặng dòng máu vàng nghĩa là hoa hồng đúng không? Biết gì biết hoa hồng liền đó. Đây là nêu đang hỗn trắng. Nhìn thấy khéo quá ha. Sao đẹp vậy? Thấy đơn giản như ta. Nhanh hả? Người ta nhiều gì ba? Mười mấy năm rồi. Tiết kiệm gì bà? Con này dễ mà. Anh thấy anh làm dễ á. Mình nhớ hồi nhỏ trước cung trường mình học không? Từ khi người ta làm mình mua tài thiên là thánh đó. Bây giờ mình nặng để tặng cho mấy anh em đúng không? Giờ anh nặng là mỗi sao mà giống mấy anh em đi chỗ này mỗi người một mình giá nào anh? Nặng anh đây được không? Nặng đơn, nói chung nặng thì nặng đơn nhưng mà một kiểu khuôn mặt nó không được rộng lắm đâu anh. Một cái khuôn mặt làm được đâu. Không, giờ tụi em nắng, tụi em không giống nhưng mà đặc biệt giống anh áo già là được. Ủa, cái này là mình già không? Cái này nó kêu là nghệ nhân đó. Nghệ nhân đó. Nghệ nhân đó. Nhớ mình nói chưa xong, bây giờ đã ra cái bông hộp rồi hả? Ồ, đơn giản như ta. Mà nhanh trong nữa trong ha. Trong vòng khoảng 30 giây. 30 giây là bông hộp. Ồ, ồ, trong vòng 1 phút sắc là quá chung cái lá hả, cái lá ra một cái hoa hồng ở dưới như vậy. Tất cả đẹp nha mọi người. Quá xuất sắc. Đó. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi hả anh? Em năm nay em 30 tuổi rồi. 30 tuổi. 30 tuổi mà nghề đã 14 năm. Năm trong nghề. Là anh ơi, anh cầm lên rồi nhìn em chụp tấm hình cái nha. Anh sẽ được nổi Phương. Tiếng. Anh sẽ được nổi tiếng. Wow. Rồi ok, cảm ơn. Bây giờ anh nặng con ngựa đi. Không, anh ngựa. Okay. Không, giờ anh nặng con ngựa. Nặng tự thiên trước đã. Tự thiên. Giờ nặng tự thiên trước anh nặng con ngựa. Anh nặng con ngựa thì mình tí xíu luôn anh. Anh là Memory Within đó, là tài trợ cái phần hoa. À. Phụ anh đã set up. Mấy cái không gian này nè. Anh Bảo là anh quản lý rồi, Bảo. Thôi trước em có một cái tràng hoa nha. Không biết là của nghệ sĩ nào đến đi. Mình là bên trang trí đúng không? Có một tràng hoa mới nữa cô chú anh chị. Có hoa của chị Hằng Bọc ngày xưa mà. Đầu tiên anh đi bên bạn nhớ không? Em nói gì? Hỏi chồng. Quay cái nè Phương. Tố Ni Ap Pi. Tố Ni và anh Bi. Anh áo vàng đúng không? Chúc mừng MV thành công. Wow. Bên đây là ca sĩ Tố Mi, còn bên đây là Tố Ni. Tố Ni. Tố Ni. A Bi. Ồ đi rồi cái lãng. Bi đang đi mà tại ở nhà mà. Bi này thôi phải Bi thấy thử nha, khác nha. Em nhớ hoa ngày xưa nên một. Ừ anh. Anh em nhận anh em cho em muốn cái... nhờ anh chia sẻ đó là theo em biết thông tin đó là anh Bảo này là quản lý của ca sĩ Giác Long đúng không anh? À, anh có thể công bố cái số điện thoại của anh Bảo để cho mọi người ví dụ như xem trên này muốn bóc xô á. Ê, anh em ơi lại là ghi máy qua đây dựng cái. Để anh này sẽ đọc số của anh Bảo để là quản lý của ca sĩ Giác Long. Đọc số điện thoại để anh này nè anh. Ai mà muốn bóc xô mọi người có nhu cầu thì liên hệ là 0708 387879 là số điện thoại của anh Bảo. Mình đọc lại nha, 0708 387879 là số điện thoại của anh Bảo là quản lý của Giác Long nha. Yeah. Mọi liên lạc thì cứ liên hệ anh Bảo. Dạ, dạ. Bảo quản lý cảm ơn anh trai rất nhiều nha. Đó, cái còn tờ thiên có tờ thiên rồi đó. Bây giờ là mấy giờ mình mới à 5:30 là khách sẽ tới rồi, tại vì là 6:30 là phải công bố MV rồi, thì sau đó là sẽ có khách mời để diễn show nữa đó. Thì tối nay có khách mời có Quốc Đại, chiều cũng có để Hiệp rồi à, anh cũng tới đây, anh mấy ca sĩ khác cũng tới đây chạy chương trình đó rồi. Anh có thể là chia sẻ một số
anh Trung nhạc sĩ đang gọi. Đó, bóc tơi có gì đủ ha. Hà Bình Trung đang gọi. Hà Bình Trung gọi. Anh quen có bóc tơi đầu tiên là đầy đủ luôn á. Đủ luôn nha. Đúng rồi. Hồi nãy vô đây thì em gặp anh Quốc Đại có chụp hình với anh rồi. Nãy ổng đi về ổng chuẩn bị makeup là lát xuất hiện là trong bộ áo dài. Nãy nghe nói chia sẻ. Cái chương trình chạy thử á. Dạ. Nổi da gà luôn hay giờ. Nãy có vô mà có vô nghe anh hát một đoạn để set thử vàng âm thanh. Thử vàng âm thanh. Dạ một lần nữa cảm ơn hai anh rất là nhiều đã chia sẻ thông tin nha. Chào chúc hai anh thật nhiều sức khỏe. Chào chị Vy, chào Ly. Anh rất là hay ha. Anh đang nắng mà tại đây không? Anh đang nắng tại đây. Nắng chung giới đi. Sao con ngựa trước? Con ngựa. Con ngựa chứ, theo quân tự mà. Nắng tại đây xong cái nắng chung giới, nắng chung giới xong nhưng mà gắn cái mặt của anh nó. Vậy là con ngựa là coi như bỏ luôn rồi đó. Đâu phải nói con ngựa trước, con ngựa sau lấy con rồng. Nghe hướng tự đặt chứ. Sao thì nói chung là khi mà chúng ta bước vào phòng trà lâu sau ngày ngày hôm nay là chúng ta sẽ thấy ngay một cái nghệ nhân đang tò hen và có cái thâm niên là mười mấy năm rồi đó, đó tự nhiên là có luôn cái cây hướng bảng luôn đó. Đặc biệt chưa, trời nhìn giống y chang mà cha mượn. Đúng là ngày văn á. Bây giờ làm con rồng vậy anh, cần muốn con gì là có con đó, muốn hình gì là có hình đó ha. Bông 15 phút nữa. Em 15 mét dễ nhất có lẽ là cái bông hồng đúng không anh? Có không bên. Dạ. Dễ nhất là cái bông hồng. Hồi nãy anh nắng trong vòng có bao nhiêu giây xong rồi. Còn ông Tùng không thì khoảng 2 3 phút ha. Đó nhưng cũng rất là nhanh luôn. Giờ tới con rồng hả anh? Con rồng đúng rồi. Này con gì anh? Từ từ. Bây giờ ê con bưng nhanh cái bàn qua, anh bưng cái ghế vào góc đây luôn, em lấy cái xếp này em quay một đoạn. À, quay một cái ra luôn. Nói chung là phòng trà đồng giao là dành riêng cho anh một cái góc để anh nắng theo yêu cầu của khán giả. Ừ anh, nữa nhớ đọc số điện thoại của anh luôn đi nha. Rồi. Cái, đó, anh ngồi đánh nặng đây, chưa tới thì quay đây được không? Rồi ok. Rồi anh nhìn giùm em cái nha. Rồi ok, 1, 2, 3, ok, cảm ơn rồi. Rồi anh cứ làm nha, em quay một bạn. Em đọc mà. Đây là một chú rồng nè. Anh đang nặng chú rồng. Ôi đẹp quá à, cái bông hồng trước hả? Ông tới từ tiên. Ừ. Đi xong giờ tới ông rồng hả? Đi xong giờ tới ông rồng. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía ngoài của chú anh chị. Đó, đây là được ở phòng trà hiện tại là đang có hai cái lãng hoa ha. Một lãng hoa là của ca sĩ Tommy, còn một lãng hoa là của vợ chồng Tony và Abby. Đó, cô chú anh chị. Đó, bây giờ là team của mình là đang đứng đón ca sĩ rồi ha. Các đăng ký kênh của mình thì xin chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp.